Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 phút của báo Người Lao Động hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024. Để hạn chế tình trạng khách xếp hàng chen lấn tại các điểm giao dịch bán vàng miếng SJC, từ hôm nay, 12 tháng 6, Vietcombank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website của ngân hàng. Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC. Ngân hàng này chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng trực tuyến trên website. Sau khi đăng ký trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ đã xác nhận trong lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, ngân hàng sẽ hủy lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo. Giá vàng được Vietcombank niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận. Trong khi đó, Agribank cho biết vừa mở thêm 3 điểm giao dịch vàng miếng mới ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số điểm bán vàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lên 9 điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong hôm nay, 12 tháng 6, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14 tháng 6, còn ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, đầu tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng Giám đốc và Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2005 và 2011, ông Giang khi đó là Tổng Giám đốc, đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam Korean, giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin ô tô SV110. Cơ quan điều tra xác định, chỉ đạo trên là không đúng quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về đã không có giá trị sử dụng, gây lãng phí hơn 26 tỷ đồng. Sáng 12 tháng 6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Hương Khê bắt giữ Mai Văn Hà, sinh năm 1968, ngụ thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, nghi phạm chém chết vợ là bà Trần Thị Hát, sinh năm 1973. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 6, sau khi uống rượu tại nhà một người cùng thôn, đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, ông Hà về nhà và biết vợ đã bán con ngé của gia đình mà không hỏi ý kiến mình, nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Mai Văn Hà đã lấy con dao rượu có sẵn trong nhà chém nhiều nhát vào người bà Hát làm bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hà rời khỏi hiện trường, đến nhà con trai trao đổi việc đã chém chết bà Hát rồi bỏ trốn. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, 12 tháng 6, Mai Văn Hà đã ra đầu thú. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Lực lượng Hezbollah tại Liban xác nhận chỉ huy cấp cao Tayyip Abdullah thiệt mạng trong một cuộc không kích do lực lượng phòng vệ Israel tiến hành hôm 11 tháng 6. Nguồn tin an ninh cho biết ngoài ông Abdullah còn 3 tay súng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công. Khoảng 300 tay súng Hezbollah, bao gồm các chỉ huy và đặc nhiệm chịu trách nhiệm chính, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm xung đột tại Gaza nổ ra. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt hơn 320 thành viên Hezbollah, gồm ít nhất 100 mục tiêu sau khi các đặc nhiệm hiện trường thu thập thông tin tình báo chính xác chất lượng cao về những người này. Nắng nóng bất thường đang diễn ra tại Trung Quốc, Ấn Độ.
Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 11 tháng 6 cho biết nhiệt độ tại một số địa phương tại các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông có thể lên đến 42 độ C. Cùng ngày, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo cam về tình trạng nắng nóng cực độ. Đây là mức cao thứ hai trong hệ thống gồm 4 bậc. Theo cảnh báo, một số khu vực tại Bắc Kinh có nhiệt độ lên đến 37 độ C. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá đợt nắng nóng này bất thường do ảnh hưởng rộng, cường độ cao và kéo dài. Trong khi đó, chuyên gia thời tiết hàng đầu Ấn Độ hôm 10 tháng 6 nhận định đợt nắng nóng hiện tại ở Ấn Độ là đợt nắng nóng dài nhất từng được ghi nhận, với nhiều khu vực trên cả nước chứng kiến nhiệt độ trên 45 độ C kể từ giữa tháng 5 đến nay. Ấn Độ và một số khu vực khác ở châu Á đã trải qua một mùa hè nóng bức bất thường. Theo các nhà khoa học, xu hướng này trở nên tồi tệ hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 phút ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.